Nay tôi có một cái buổi nói chuyện với quý vị về pháp luật một cách chính thống, là chúng ta hiểu như thế nào là về việc đại xá, đặc xá và các trường hợp về việc miễn giảm chấp hành án. Thì tôi đã từng có một cái buổi nói chuyện với quý vị khi một cái phạm nhân họ đã có một khoảng thời gian chấp hành án xong rồi, sau đó họ sẽ được đánh giá qua từng cái giai đoạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 1 năm. Và sau khi được đánh giá ở cái mức độ hoàn thiện là từ loại tốt, loại khá trở lên, thì như vậy thì giám thị trại giam sẽ là người đề xuất cho cái người phạm nhân đó, là người phạm tội, họ sẽ được là giảm án để sớm quay trở về với gia đình. Thì cái chuyện đó tôi đã từng nói trong một cái clip khác về việc là miễn giảm án chấp hành hình phạt tù. Hôm nay thì tôi muốn chia sẻ thêm với quý vị có hai vấn đề mà một số anh chị thường hay nói, nhưng mà quý vị chưa tìm hiểu được và chưa phân biệt được thế nào là đại xá và thế nào là đặc xá. Thì hôm nay tôi xin phép là chia sẻ thêm để quý vị dễ hình dung. Đó là về cái câu chuyện thứ nhất tôi muốn chia sẻ. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện có liên quan một chút đến các vấn đề pháp lý diễn ra xung quanh vụ án của chị Nguyễn Phương Hằng, và có những cái người lợi dụng cái chuyện này để họ có những cái bình luận, họ có những cái lời nói nó không có phù hợp với pháp luật, đúng không? Cho nên là chúng ta cũng cần phải nghe và chúng ta phải hiểu rõ và hình dung được họ nói đúng hay là họ nói sai. Và câu chuyện tiếp theo nữa thì tôi muốn chia sẻ với quý vị cái việc chị Nguyễn Phương Hằng có được là đánh son, rồi có được tha son, là nhuộm tóc, làm móng tay, móng chân này kia vân 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 hay không, do một số người họ cố ý là ganh tị, không được như chị Hằng. Thì thế thì cái câu chuyện đặt ra rằng là mình có được làm hay không? Bởi vì người ta nói rằng là bị cấm. Nếu mà gọi là cấm đó, thì căn cứ vào quy định nào của pháp luật cho rằng là bị cấm? Phải có cơ sở. Còn nếu như mà không có cơ sở thì nguyên tắc mọi công dân đều được quyền làm những gì pháp luật là không cấm. Và câu chuyện tiếp theo nữa đó chính là cái câu chuyện mà tôi thấy một số anh chị lại có ý hay xăm soi vào chuyện cá nhân, và tôi sẽ giải thích lý do vì sao chị Hằng được làm như vậy và nó có phù hợp pháp luật hay không, và cái quyền của chị Hằng, thậm chí chị ấy có quyền tập luyện thể dục thể thao trong trại giam nữa nha quý vị, chứ không đơn thuần là chị ấy chỉ đơn thuần là cái việc mà trang điểm này kia. Chị ấy được quyền tập luyện thể dục thể thao trong trại giam nữa, bởi vì là pháp luật Việt Nam cho phép làm điều đó và được đặt định hẳn trong cái pháp luật về thi hành án luôn. Hiểu gì ha? Rồi, chúng ta bắt đầu. Và nếu như nói rằng là chị Hằng trước đây đã bị tuyên một bản án là 3 năm tù, đúng không? Kể từ ngày bắt tạm giam là tháng 3 năm 2022, đến nay đâu đó là cũng khoảng là tháng 4, tròn trèm là 2 năm hơn. Nếu như vậy đó, mà tính là làm đúng làm đủ thì khoảng đến tháng 3 năm 2025 là chị Hằng sẽ được xong cái việc chấp hành án. Nhưng mà qua cái phiên tòa rất là gay cấn vừa rồi, và cũng đã có được một cái bản án rất là phù hợp để miễn giảm án cho chị Nguyễn Phương Hằng lên đến là 3 tháng. Và như vậy nếu tính đúng tính đủ thì khoảng là 25, 26 tháng 12 năm nay là năm 2024. Nếu như không tính những trường hợp là được miễn giảm án trong trại giam, không tính những trường hợp đại xá, đặc xá, ân xá, thì chị Hằng sẽ được ra trại vào ngày lễ Noel. Thế thì cái câu chuyện đặt ra, nếu bình thường quá như vậy rồi thì đến cuối năm chị Hằng mới là có thể chấp hành án xong, bởi vì được giảm là 3 tháng. Nhưng bây giờ trong trường hợp có xảy ra trường hợp là đại xá và đặc xá thì chị Hằng sẽ được về sớm hơn, thậm chí có thể được về vào ngày 30 tháng 4 năm 2024 được vậy, đúng không? Đó là ngày lễ chiến thắng. Và cũng một thời gian vừa qua chúng ta biết thì việc mà chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có đơn xin là từ nhiệm, thì cái việc một chủ tịch nước sẽ được Quốc hội bầu ra để thay thế vị trí đó là một trong những sự kiện rất là lớn đối với lịch sử của nước Việt Nam chúng ta. Do đó tôi rất có niềm tin rằng là trong tương lai là sẽ có cái việc là đại xá hoặc là đặc xá từ phía cơ quan chức năng dành cho chị Nguyễn Phương Hằng. Tôi rất có niềm tin ở chỗ đó. Còn có diễn ra hay không đó là do cơ quan chức năng nhà nước quyết định. Và nếu đã diễn ra đại xá, đặc xá thì khả năng về 30 tháng 4 rất là cao. Vì sao tôi nói như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu về pháp luật quy định về đại xá và đặc xá. Hay không gì ha?
chúng ta thường hay nghe nói đại xá, đặc xá, mà chúng ta cũng không phân biệt được nó là như thế nào, đúng không? Cái việc ân xá là cái việc đặc ân của nhà nước trong cái việc mà miễn giảm chấp hành cái hình phạt tù cho người dân. Ân xá là dùng chung, đại xá và đặc xá nó chính là hai thuật ngữ pháp lý để dành cho cái người phạm nhân đó. À, ân xá là một cái gọi là thường quý vị thường hay nghe nói là cái phát súng ân huệ. Nghe nói là ân huệ, thật sự ra không phải ân huệ, phát súng làm sao ân huệ được. Thì chúng ta thường hay nghe nói cái câu đó. Không? Ân hạn là cho gia hạn thêm thời gian, ân hạn là cho gia hạn thêm một khoảng dài để người ta có điều kiện người ta thực hiện. Thì ân xá này là cho người ta có cái cơ hội để người ta được miễn giảm. Vậy thì cụ thể hơn, miễn giảm đó nó chính là đại xá và đặc xá. Thế thì cái câu chuyện đặt ra rằng là đại xá là gì và đặc xá là gì? Khái niệm theo pháp luật. Đại xá là sự khoan hồng của nhà nước nhằm tha tội hoàn toàn cho một số loại tội phạm nhất định với hàng loạt người phạm tội nhân sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước. Đó gọi là cái đại xá. Và như vậy, trong trường hợp nào được xem là sự kiện quan trọng của đất nước? Thứ nhất, đó chính là việc tổ chức họp quốc hội, là việc quan trọng của đất nước. Thứ hai là đợt vừa rồi, việc chủ tịch nước ông Võ Văn Thưởng đã viết đơn xin là từ chức, và chắc chắn là phải có người chủ tịch nước tiếp theo. Đó là một cái niềm hân hoan của đất nước và một sự kiện lớn về chính trị của đất nước. Thì cho nên cái việc có thể xảy ra việc đại xá này là có thể xảy ra, đúng không? Bởi vì để bầu lên được một vị chủ tịch nước là phải có một cuộc họp quốc hội. Nó đồng thời có hai điều kiện. Thứ nhất là một vị chủ tịch nước mới sẽ được xuất hiện. Thứ hai là trường hợp là cuộc họp quốc hội. Đó là hai trường hợp đặc biệt và có mang tính chính trị của quốc gia. Thì cái việc sẽ có đại xá là điều đó là hiển nhiên là có thể xảy ra. Và chị Hằng có cơ hội là điều đó hoàn toàn có hy vọng. Rồi, đó là đại xá. Thế thì đặc xá là gì? Đặc xá là cái sự khoan hồng đặc biệt của nhà nước do chủ tịch nước quyết định. Ha, đại xá thì thuộc bên chỗ của quốc hội, của nhà nước. Còn đặc xá là cái quyền đó của chủ tịch nước. Ví dụ như hồi xưa quý vị thấy đó, khi một cái phạm nhân bị tuyên một bản án là tử hình, thì người ta có quyền gửi một cái đơn lên để xin chủ tịch nước là miễn tội, miễn về cái việc chết đi đó, là xin được sống đó. Chủ tịch nước họ được cái quyền pháp luật cho phép là gì? Là chấp nhận hoặc là không chấp nhận. Thì chủ tịch nước cũng có cái quyền đó, chính là đặc xá, là sự khoan hồng đặc biệt của chủ tịch nước do chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân, nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc là trong trường hợp đặc biệt. Và dịp lễ 30 tháng 4 là dịp lễ chiến thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, là một dịp lễ lớn trong năm. Cho nên chủ tịch nước nếu được bầu trước và họ có quyền làm điều đó, hay quý vị ha, chúng ta căn cứ vào khoảng 1 điều 3 luật đặc xá năm 2018, thì chủ tịch nước nhân cái việc là ngày lễ chiến thắng 30 tháng 4, chủ tịch nước xét trong trường hợp này nếu chị Hằng thỏa mãn đủ điều kiện, và xét trong trường hợp là chị Hằng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chấp hành tốt trong trại giam, là chị Hằng sẽ được xem xét, đúng không? Đó là căn cứ pháp luật có thể làm được. Đó là về cái mặt khái niệm. Vậy thì về cái mặt bản chất là sao? Bản chất đó, thì đại xá là tha, là miễn hình phạt hoặc là giảm nhẹ hình phạt cho một số loại tội phạm, hoặc là một người đã phạm tội hoặc chưa bị truy tố, xét xử hoặc là thi hành án. Có nghĩa là đại xá đó là tha luôn, là miễn hoặc là giảm nhẹ hình phạt cho một số loại tội phạm, cho một số người chưa bị truy tố hoặc là chưa bị xét xử hoặc là đang thi hành án. Ví dụ truy tố mà vô đại xá rồi là miễn truy tố. Ví dụ xét xử mà đang xét xử là miễn xét xử. Ví dụ đang chấp hành án là được miễn chấp hành án, người ta gọi là đại xá. Còn đặc xá là gì? Đặc xá là miễn toàn bộ hoặc là một phần hình phạt, hoặc là làm giảm nhẹ hình phạt, kể cả trách nhiệm hình sự, hoặc là xóa án đối với một số trường hợp, một số người nhất định, một số người đang chấp hành hình phạt trong trường hợp họ được lập công lớn hoặc là đã già yếu hoặc là mắc bệnh hiểm nghèo. Như vậy trong một số trường hợp.
đặc xá có thể cho phép là miễn giảm chấp hành hình phạt nếu như họ là có đủ các cái điều kiện, ví dụ như là được có công lớn nè, đã già yếu nè, hoặc là mắc bệnh hiểm nghèo nè, hoặc là họ đang có một cái số công trạng lớn đã được quốc gia ghi nhận là làm từ thiện giúp ích cho nhiều người, đó là được xem xét, đúng không? Đấy. Và nhân những dịp ngày lễ lớn thì người có thẩm quyền được phép làm điều đó. Thẩm quyền ra quyết định là ai? Đại xá là của quốc hội ban hành, còn đặc xá là cái quyền của chủ tịch nước. Theo vậy ha, dĩ nhiên phải đi kèm theo là cái thời điểm, đó chính là thời điểm rất quan trọng là 30 tháng 4, 1 tháng 5 là ngày lễ lớn trong năm. Thứ hai là cái việc có một chủ tịch nước mới là một cái điểm hân hoan của nhà nước, đúng không? Thì lúc đó là những cái trường hợp đặc biệt của quốc gia thì chủ tịch nước sẽ được quyền làm điều đó ha, quyền đó được pháp luật hiến định cho họ. Rồi, đối tượng áp dụng nè, đối với là đại xá đó thì người phạm tội trong bất kỳ giai đoạn nào, từ truy tố, xét xử đến thi hành án, giai đoạn nào cũng được là đại xá hết nếu như là thỏa mãn các điều kiện. Còn đối với trường hợp đặc xá là áp dụng cho người phạm tội đang trong giai đoạn thi hành án phạt tù. Trong trường hợp này, trường hợp nào chị Hằng cũng thỏa mãn hết, mà được đưa vô xem xét rồi là chị Hằng sẽ được một trong hai cái hoặc là được cả hai nếu như đáp ứng đủ các cái điều kiện. Và cái việc 30 tháng 4, 1 tháng 5 này là trong trường hợp này là đất nước chúng ta hiện tại chỉ có quyền chủ tịch nước chứ chưa có chủ tịch nước. Và nếu như họp quốc hội để bầu ra chủ tịch nước mới thì một người chủ tịch nước mới sẽ được gọi là nguyên thủ quốc gia, là một cái sự kiện lớn trọng đại của quốc gia. Đáp ứng đủ điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là diễn ra vào ngày 30 tháng 4 thì người đó có đủ thẩm quyền để ký là đặc xá, và quốc hội cũng đang trong thời kỳ họp quốc hội nữa thì có quyền là đại xá luôn. Nếu đủ hai điều kiện đó thì rất khả năng cao là chàng sẽ được về ngay lễ 30 tháng 4 1 tháng 5. Nào gì ha. Đấy. Và cái hậu quả pháp lý là gì? Cái hậu quả pháp lý của cái việc đại xá là người được đại xá trở thành người không có tội. Có nghĩa là trước đây đó là họ có tội, xong rồi họ được nhà nước là quốc hội ban hành cho cái lệnh đó chính là đại xá, thì họ đã sẽ trở thành cái người là không có tội, không có án tích. Nhưng mà riêng về đặc xá đó là quyền chủ tịch nước đó là ít hơn chút, thì cái người đó sẽ được miễn chấp hành hình phạt tù phần còn lại, nhưng vẫn được tính là cái án tích chưa được xóa nha, không được xóa ha. Đấy. Chúng ta căn cứ vào cái luật đặc xá năm 2018 để chúng ta hình dung được, nếu như đáp ứng đủ hai cái điều kiện về đại xá và đặc xá thì chị Hằng đủ điều kiện để về trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Đó là tôi xin chia sẻ với quý vị về cái pháp lý của cái việc mà đại xá, đặc xá nhà nước Việt Nam mình cho phép. Ngoài cái chuyện là cái người phạm nhân đó được miễn giảm hình phạt tù đối với trường hợp họ đã chấp hành cái bản án và họ đã thực hiện đúng những cái nội quy của trại giam và họ có cái thành tích là xuất sắc hoặc là tốt trong cái quá trình là họ chấp hành án, thì ngoài cái chuyện đại xá, đặc xá, họ còn được miễn giảm trong quá trình chấp hành án nữa. Và một thời gian vừa rồi, chị Hằng đã có đơn xin chấp hành án trước thời hạn, trước khi bản án của phúc thẩm diễn ra, cho nên dễ không kháng cáo. Và một thời gian dài dễ đã chấp hành án, cho nên rất có khả năng cao là trong trường hợp này chị Hằng sẽ xin và được xét duyệt về miễn giảm án. Và nếu có được đại xá, đặc xá thì khả năng rất là cao về trong 30 tháng 4, 1 tháng 5. Tôi nói như vậy không có nghĩa là mặc nhiên 30 tháng 4 năm chị Hằng về, mà chị ấy phải đáp ứng đủ các điều kiện. Thứ nhất điều kiện đại xá, thứ hai điều kiện đặc xá thì nhà nước mới xem xét. Chứ không phải tôi nói như vậy để mọi người lại ngày mai đồn răm rang thông tin rằng là luật sư Vlog nói chính xác 30 tháng 4 chị Hằng phải về là không đúng nha. Chúng ta phải nói rõ chỗ này. Điều kiện để được đại xá, đặc xá là nhà nước cho phép, nhưng phải đủ điều kiện đó nhà nước mới thực hiện nha. Chứ đừng có cắt clip của tôi ra rồi ngày mai nói rằng là luật sư Vlog tuyên bố là ngày 30 tháng 4 chị Hằng về là sai ý nghĩa của tôi nha quý vị. Tôi đang phân tích pháp luật. Nếu như đáp ứng đủ hai điều kiện đại xá, đặc xá thì chị Hằng khả năng rất cao là về 30 tháng 4 một năm nha. Mình phải rõ ràng với nhau chứ đừng có cắt clip của tôi ra rồi đi nói như vậy là không đúng nha. Rồi tôi giải thích tiếp theo nữa. Có một số người lại nói về chỗ của chị Hằng đó
là ở trong trại giam tại sao có được quyền thực hiện những cái điều, ví dụ móng tay móng chân rồi mặc áo này áo kia áo nọ. Xin thưa với quý vị, một người là phạm nhân, bản thân họ không phải là mất đi cái quyền công dân, tôi nhắc lại rất nhiều lần, họ chỉ bị giới hạn một số quyền công dân mà thôi. Ví dụ, dĩ nhiên ở trong trại giam là mình không có quyền đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài là phải có việc triệu tập của tòa án hoặc là cơ quan chức năng trích xuất họ ra, đúng không? Cho nên á, họ chỉ bị giới hạn một số quyền thôi, chứ không phải rằng như một số người nói rằng là khi là phạm nhân rồi họ mất quyền công dân. Xin thưa là không, mất là không còn, là không có, còn giới hạn là họ còn quyền công dân của họ, đúng chưa? Họ giới hạn là họ còn quyền công dân của họ, quyền được chăm sóc sức khỏe. Ví dụ, căn cứ vào cái khoản 1 điều 27 luật thi hành án hình sự, mình nói có sách là mắt phải có chứng, chứ không phải mình thấy người ta hơn mình, người ta làm khác mình đi, người ta đẹp hơn mình, người ta được điều kiện như vậy, mình không có rồi mình ganh tị, mình nói rằng là ai cho phép mày xây móng tay móng chân. Xin thưa, cái đó là ganh tị, là đố kỵ. Cái đó là ganh tị, là đố kỵ. Và khi mình không được như vậy mà người ta được, là mình lại đi nói với người ta như vậy là không đúng. Mình nói trại giam không cho, hoặc là mình nói người ta không được làm, là mình phải có căn cứ pháp luật, chỗ nào, điều nào, quy định khoản nào, luật nào nói rằng là không được phép làm, nói có sách là phải mắt có chứng. Chứ không phải mình thấy người ta làm được, mình làm không được, rồi mình đi hỏi người ta cắt cớ rằng là ai cho mày làm. Nói như vậy nó không có cơ sở. Thưa quý vị, đây, tôi căn cứ vào khoản 1 điều 27 luật thi hành án hình sự năm 2019, nghe kỹ để mai mốt thi làm bài còn vượt qua được cái môn là luật thi hành án hình sự, đúng không? Để mai mốt biết đâu được là ra tòa, ủa ra bài thi rồi tòa, bài thi họ mới có một tình huống đó, một phạm nhân thì họ mặc đồ như vậy thì có được phép hay không, chọn đáp án A, B, C, D, chọn sai nữa. Đây, tôi giải thích đây, mình phải biết được cái người là phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù họ có cái quyền gì, từ đó mình suy luận ra cái việc họ làm đó nó phù hợp hay không, mình chọn đáp án nó mới đúng. Căn cứ khoản 1 điều 27, phạm nhân có các quyền như sau: được bảo hộ tính mạng, quyền công dân họ còn, tính mạng của họ là họ còn, là họ được bảo hộ tính mạng, bị giới hạn quyền công dân thôi, chứ họ đâu có mất quyền công dân đâu, cho nên là họ được nhà nước bảo hộ quyền cái tính mạng, đó là quyền công dân. Quyền công dân là quyền bất khả xâm phạm về thân thể, đúng không? Bác Hồ từng nói mà, quyền công dân của tôi mà, quyền công dân tôi có, nhưng tôi bị giới hạn một số điều thôi. Đây, được bảo hộ về tính mạng, được bảo hộ về sức khỏe, vẫn được chăm sóc y tế đàng hoàng. Bằng chứng là khi chị Hằng ra tòa, anh Quân ra tòa, Nhi Hà Tân ra tòa, họ vẫn được quyền là có đội ngũ y bác sĩ để đến đó đảm bảo sức khỏe cho những người tham gia phiên tòa. Đội ngũ y bác sĩ, quyền đảm bảo về sức khỏe, quyền tài sản. Một người chấp hành án thì căn nhà của họ ở nhà vẫn là nhà của họ, đâu ai được phép lấy của họ đâu. Một ông chủ tịch tập đoàn, một ông tổng giám đốc công ty, một người nhân viên bình thường mà đi chấp hành án đi chăng nữa thì họ chỉ bị giới hạn về cái việc là phải sống trong trại giam thôi, chứ cái nhà của họ là quyền tài sản của họ, đâu có bị nhà nước thu hồi, đúng không? Chạy xe vi phạm pháp luật giao thông làm chết người thì ở tù chấp hành án, chứ đâu phải căn nhà của họ ở quê lại bị nhà nước thu hồi đâu. Quyền công dân họ vẫn còn, chẳng qua là giới hạn một số việc mà thôi, đúng chưa? Quyền về tài sản, được tôn trọng danh dự, ra ngoài tòa người bị can bị cáo vẫn phải xưng là bị can và bị cáo, chứ tòa án cũng đâu có dám kêu mày tao ở ngoài tòa với một cái bị can bị cáo đâu. Tòa án vẫn tôn trọng họ, gọi rằng là bị can và bị cáo, chứ không ai gọi mày tao hết, đúng không quý vị? Đó là cái quyền tôn trọng về danh dự của họ, mặc dù họ là bị can bị cáo nhưng họ vẫn còn quyền công dân, đúng không? Cho nên là họ vẫn được gọi là bị can và bị cáo, chứ không ai gọi là mày cả, cũng phải tôn trọng họ chứ. Rồi, được phổ biến về quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân là các quyền của họ có, đúng không? Nếu như nội quy cơ sở giam giữ đó mà không có quy định thì họ được quyền làm những gì mà nội quy đó không có cấm. Đấy. Được đảm bảo chế độ ăn nè, mặc nè,
ở nè, đồ dùng sinh hoạt cá nhân nè, chăm sóc sức khỏe y tế theo quy định nè, gửi và nhận quà, nhận thư, gửi tiền nữa, trong đó được nhận tiền nữa nha, trong đó được nhận tiền nữa, được đọc sách nè, đọc báo nè, nghe đài nè, xem truyền hình nè, phù hợp với điều kiện của nơi chấp hành án. Mà xem truyền hình mà có TV internet thì họ xem YouTube được, mà họ xem YouTube được thì họ biết được cái clip nào ai nói xấu họ, họ biết được cái clip đó thì họ sẽ liên hệ với gia đình lập vi bằng cái clip đó để mai mốt họ đưa vào bằng chứng để tố giác hành vi là vi phạm pháp luật. Ví dụ nè, vu khống người ta nợ 30.000 tỷ nè, vu khống là người ta là bị tố 4-500 đơn là về cái khu dân cư nào đó ở Bình Phước nè, đúng không? Rồi bị tố, nếu mà nói rằng là Đại Nam đổi chủ mà thật sự là không có đổi nè, vẫn là vợ chồng người ta làm chủ nè, lập vi bằng tố được chứ. Đây, không tin lật luật ra xem đi, khoảng 1 điều 27 luật thi hành án hình sự. Được đảm bảo chế độ ăn nè, ở nè, mặc đồ nè, đồ dùng sinh hoạt cá nhân nè, chăm sóc y tế nè, gửi nhận thư, quà, tiền, được đọc sách nè, được nghe báo nè, xem đài nè, xem truyền hình nè, mà truyền hình đó có kết nối YouTube nữa là mệt nè, đúng không? Tiếp tục nè, được tham gia hoạt động thể dục thể thao, được sinh hoạt văn hóa và văn nghệ. Nếu sinh hoạt văn hóa văn nghệ thì người ta được quyền ca hát biểu diễn, mà muốn ca hát biểu diễn là phải trang điểm, mà trang điểm là phải gồm có là gì, đầu tóc tai chân, họ được quyền mà. Mình muốn hỏi rằng trại giam có cho phép hay không thì coi lại luật thi hành án đi, coi luật thi hành án nó cho phép là trại giam cho phép thôi, đúng không? Đây, nói có sách là phải mách có chứng. Được tham gia hoạt động thể dục, thậm chí aerobic nè, tập thể dục buổi sáng nè, nếu mà cái cơ sở nào mà đủ điều kiện thì có là dưỡng sinh nè, rồi thể thao nè, hoạt sinh hoạt văn hóa là ca hát văn nghệ nè, được phép mà. Mà không lẽ bây giờ văn không lẽ bây giờ sinh hoạt văn hóa văn nghệ đi lấy cái khăn chiếc khăn gió ấm để trùm lên đầu lên biểu diễn thì cũng không, cũng kỳ. Người ta được quyền trang trí trang điểm, đúng không? Được quyền là làm cho mái tóc mình nó đẹp hơn, được quyền móng tay móng chân mình nó đẹp hơn, sạch sẽ hơn, để lên biểu diễn cho biết bao nhiêu là người trong đó để người ta nghe. Không lẽ lên trên sân khấu đi trùm chiếc khăn gió ấm lên đó, nó kỳ. Rồi được lao động nè, học tập nè, học nghề nè, đó. Đây, được nữa nè, được gặp, được liên lạc với người thân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đối với phạm nhân là người nước ngoài, được thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự luôn. Rất là nhiều quyền, đúng không? Rồi nè, được tự mình hoặc là thông qua người đại diện để thực hiện giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật. Thậm chí người đang chấp hành án mà họ muốn bán căn nhà của họ ở ngoài đó, thì người ở ngoài có quyền liên hệ với trại giam, đăng ký thủ tục, nhờ công chứng viên vào trại giam để ký cái hợp đồng là chuyển nhượng bất động sản, đem ra ngoài để bán nhà vẫn được mà. Thậm chí ở tù bán nhà bên ngoài cũng được luôn nữa. Đây, luật quy định, tôi nói có sách là tôi mách có chứng, chứ không phải tôi nói mà tôi không có chứng cứ, đúng không? Được tự mình hoặc thông qua người đại diện để thực hiện giao dịch dân sự theo quy định pháp luật, đúng chưa? Còn người ta nói là pháp luật cấm, pháp luật không cho phép, vậy thì điều khoản nào pháp luật nói rằng cấm và không cho phép? Nói là phải có cơ sở, đúng không quý vị? Được đảm bảo quyền khiếu nại tố cáo, chỗ này hay nè. Mặc dù ở trong trại giam nhưng mà được quyền xem TV mà có kết nối YouTube, thì được quyền yêu cầu người ở bên ngoài, lý do là được quyền thăm gặp liên lạc với người thân, tôi vừa mới nói đó, đề nghị người thân lập vi bằng, xong rồi là nộp đơn tố cáo khiếu nại với những hành vi mà nói xấu mình, được chứ? Được đề nghị đặc xá nè, được đề nghị xét đặc xá, đại xá, bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật, tôi vừa mới nói xong đại xá, đặc xá. Họ được quyền đề nghị xét đặc xá và đại xá. Đấy. Được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa nha quý vị ha. Được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hưởng chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Được sử dụng kinh sách bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật luôn. Đối với anh chị nào theo đạo Hồi, được mang kinh Koran vào. Anh chị nào theo đạo Thiên Chúa, được mang sách kinh của Thiên Chúa, kinh Tân Ước, Cựu Ước vào.
anh chị nào mà có tín ngưỡng về đạo Phật được mang sách của Phật giáo vào để được xem, được đọc. Bởi vì Việt Nam mình là tự do tín ngưỡng tôn giáo, luật quy định đây được sử dụng kinh sách bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật. Ha. Đấy, tôi nói là rõ ràng. Như vậy suy luận ngược lại, chị Hằng là làm tóc, sơn móng tay, móng chân, cái điều đó bà ấy đang hoạt động biểu diễn ngày hôm trước, ngày hôm sau bà ấy đi ra tòa, chuyện đó tôi cho rằng cũng bình thường thôi, cũng đâu có gì đâu mà quá phức tạp để mà hỏi rằng là ai cho mày sơn móng chân. Thì bà Hằng nói trại giam cho là đúng rồi, bởi vì trại giam có cấm đâu này, trại giam phải thực hiện những gì theo pháp luật quy định. Mà pháp luật quy định là gì? Là ở đây người phạm nhân được quyền hoạt động văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật biểu diễn. Chẳng lẽ đi trùm cái khăn, chiếc khăn gió ấm lên trên sân khấu rồi đứng 43 độ đó rồi trùm lên trên đó rồi sao hát nổi, đúng không? Nói lại nè, căn cứ khoảng 1 điều 27 luật thi hành án hình sự, dở sách luật ra đọc ha, là biết được thôi chứ không có gì khó. Đó là tôi giải thích cho quý vị đó, về cái đại xá, đặc xá và quyền công dân. Sẵn tiện đây tôi giải thích cho quý vị hiểu lý do vì sao chị Hằng được như vậy. Pháp luật quy định thôi, chứ chẳng có gì mà mình cảm thấy là mình khó khăn hay phức tạp về việc hiểu cả. Giống như đợt trước tôi nói về cái việc là chị Hằng mặc dù là không kháng cáo, viện kiểm sát không kháng nghị, nhưng mà vẫn được giảm án đấy thôi, đúng không? Đâu có gì đâu mà phức tạp đâu, đâu có gì đâu mà khó hiểu đâu. Bởi vì pháp luật quy định tại không chịu đọc, đúng không quý vị? Cái này là tôi đính chính lại, là tôi xin lỗi quý vị, là hôm qua tôi nói hơi có sai chút. Là tôi nói á, nhiệt độ ngoài trời á, là 37-38 độ. Là tôi thành thật xin lỗi với quý vị là tôi nói nó chưa chính xác. Chính xác hôm nay tôi đọc qua một bài báo, báo Tuổi Trẻ hay báo gì đó, người ta nói đó, mặc dù là thông tin được ghi là 36-37 độ, nhưng trên thực tế ở Sài Gòn đến 43 độ lận, chứ không phải 37-38 độ. Cho nên là tôi khá bất ngờ. Tôi cứ nghĩ là 37-38 độ đó, trùm cái khăn thì nó lên đến là 42-43. Ai ngờ bây giờ mới biết nhiệt độ thực tế ở Sài Gòn 43 độ, mà trùm cái khăn là 46-47 độ luôn. Nóng dữ lắm, pha sữa được luôn đó, 4 mấy độ mà. Đúng không? Quá khủng khiếp, quá khủng khiếp. Cái chuyện khó như vậy cũng làm được. Tôi chia sẻ thêm với quý vị về cái việc là mất quyền công dân rồi, đúng không? Không có ai mất quyền công dân hết á. Chỉ mất quyền công dân khi và chỉ khi người đó không có quốc tịch Việt Nam mới gọi là mất quyền công dân. Họ không là công dân Việt Nam thì làm gì họ có quyền công dân nữa. Còn mỗi người công dân Việt Nam đều có quyền công dân, nhưng bị giới hạn thôi. Bị giới hạn thôi, chứ làm gì có chuyện là mất quyền công dân. Cái câu này mà đi thi, mà tốt nghiệp, mà cuối khóa đó, người ta hỏi một công dân bị tạm giam, tạm giữ hoặc đi thi hành án: A, mất quyền công dân; B, hạn chế quyền công dân; C, đáp án khác. Chọn C hay là chọn mất quyền công dân là sai liền. Đáp án là A, hạn chế quyền công dân. Chỉ luôn đó, để tốt nghiệp đó, học hoài không thấy tốt nghiệp. Rồi, đội ngũ y bác sĩ, y tá, xin thưa với quý vị, ở đâu có công việc, ở đâu có tập trung đông người thì ở đó có đội ngũ y bác sĩ để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người tham gia. Chuyện đó là bình thường, đúng không? Tổ chức hội nghị đông người thì cái chuyện đó là cái chuyện phải đảm bảo về cái y tế. Chuyện đó là bình thường, pháp luật có quy định mà. Trong vụ án bà Trương Mỹ Lan cũng vậy, chứ riêng gì vụ án của bà Hằng. Vụ án bà Trương Mỹ Lan, quý vị là người đứng trước cửa tòa án thành phố, quý vị thấy 4-5 chiếc xe y tế đều túc trực thẳng. Con người đông, tụ tập, ngồi lâu dài, sức khỏe ảnh hưởng, thì sẽ có xảy ra các trường hợp về y tế. Thì người ta mới là có đội ngũ y tế sẵn sàng túc trực ở đó để người ta xử lý tình huống. Thông viên về chuyện bà Hằng, chuyện bà Trương Mỹ Lan cũng có đội ngũ y tế đứng ở sân tòa hết.
nha quý vị ha. Cho nên nói rằng là do bà Hằng xuất hiện phục vụ riêng cho bà Hằng là điều đó là nói đang vu khống cơ quan chức năng và nói sai về cái quy định của pháp luật nha. Rồi, về việc phòng cháy chữa cháy, xin thưa với quý vị, một cái tòa nhà lớn, nguyên tắc của những công ty doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh sản xuất, và cái tòa nhà lớn cũng là một trong những cái tòa nhà dễ xảy ra cháy nổ nếu như sử dụng không đúng. Và vì vậy quý vị thấy đó, khi mà doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh đó, họ đều phải có hệ thống phòng cháy chữa cháy hết. Nếu các anh chị là người làm trong các cái doanh nghiệp, những cái tòa nhà, những cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều phải có hệ thống phòng cháy chữa cháy hết. Mặc dù đầu tư rất tốt, nhưng định kỳ quý vị phải tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, đúng không? Tôi nói có cơ sở hết. Luật phòng cháy chữa cháy quy định rất rõ ràng. Cho nên quý vị thấy tại sao mình đôi khi mình đi ngoài đường, mình thấy một cái tòa nhà lớn đó mà lại có cái chiếc xe phòng cháy chữa cháy đến để mà xịt nước không hả? Mặc dù không có cháy, đó chính là diễn tập phòng cháy chữa cháy. Đúng không? diễn tập phòng cháy chữa cháy để đảm bảo cái việc vận hành xuyên suốt, nếu có trường hợp cháy xảy ra thì người ta sẽ làm nó rất là quen tay và thuần thục. Đó chính là quy định. Và vì vậy, trong một cái tòa án lớn, cái việc có xe chữa cháy đến để người ta phòng hờ chuyện bất trắc xảy ra, chuyện đó là bình thường. Chuyện rất bình thường. Mặc dù tòa nhà đó được đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy, định kỳ kiểm định thẩm định hàng năm là có hết đó. Nhưng cái việc có nhiều người đi ra đi vào, có nhiều con người hoạt động, sẽ có những trường hợp bất trắc xảy ra, thì nhà nước tính toán đến cái chuyện là sẽ có là việc cháy nổ, thì người ta chuẩn bị. Tôi cho rằng điều đó rất là tốt, đúng không quý vị? Còn cái chuyện nữa ở đây á, nó nằm ở góc độ đó chính là gọi là cái cảm nhận. Một người công dân mặc dù ra tòa là họ là một phạm nhân, nhưng như tôi nói, quyền công dân là không bị mất đi, chỉ là bị giới hạn mà thôi. Ở đây trong lúc mà chờ tòa án đó, người ta nghị án, thì một người công dân đó tại phiên tòa là một cái bị can bị cáo, nhưng không có nghĩa rằng họ không được phép nói chuyện, đúng không? Không có nghĩa rằng họ không được phép nói chuyện, họ có quyền nói, nhưng đảm bảo rằng không nói lớn, nói khẽ tại phiên tòa, bởi vì lúc đó là tòa án đã nghị án rồi. Và người công dân có nghĩa vụ phải chấp hành là ngồi im tại chỗ và ăn nhẹ nói khẽ, được quyền hoạt động những cái gì nó xung quanh mình, nó không bị ảnh hưởng đến người khác và không gây rối trật tự tại cái tòa án đó là được phép. Và cái việc chị Hằng ngồi nói chuyện về cái nhân sinh quan, về kiếp sống nhân sinh, chuyện đó là bình thường. Cái quan trọng là có người nghe là hay. Cái vấn đề có người nói và có người nghe, và người nghe họ chú tâm nghe, cái đó mới là cái hay của người nói, đúng không? Còn có người muốn nói nhưng người ta đâu có chịu nghe, hở lên cái ông tòa quạt, hở lên cái ông tòa nó quát là xong, nó không đúng. Người ta hỏi đàn đi nói nẻo, người ta quát là phải rồi. Tôi cũng bực nữa, quý vị về nhà quý vị coi phải không? Dạ, nhóc đi học, người ta hỏi 1 + 1 = mấy, cứ tối ngày nói 3 không mà dạy 10 lần cũng bức xúc chứ, phải la chứ, đúng không? Phải la chứ, đôi khi còn bị là ăn cái hào bột hay cái bụp chú đích nữa, đúng không? Đấy. Cho nên quan trọng cái lúc mà ngồi rảnh rỗi đó, trà dư tủ hậu đó, mà người ta đang nghỉ án, mình có quyền giải bài tâm sự để chia sẻ về kinh nghiệm sống. Tại sao mình người ta ngồi một chỗ mà bao nhiêu người lại xung quanh là để ngồi tiếp chuyện, để ngồi nói chuyện, trong khi đó mình ngồi có mình? Cái đó phải coi lại. Cái ăn cái ở, cái ăn cái ở. Sao mà tự nhiên cái biên tòa ai cũng tập trung lại người đó hết, nghe người ta nói về kiếp sống nhân sinh, nó hay người ta nghe thôi, chuyện bình thường. Giống như quý vị vậy, kênh YouTube nào nói đúng pháp luật, kênh YouTube nào nói hay, mình xem kênh YouTube đó, mình học hỏi được những cái điều hay lẽ phải thì mình xem thôi. Còn kênh nào mà họ nói không đúng, kênh nào mà họ nói là trái pháp luật, kênh nào mà họ tham gia những cái drama mà họ đấu đá với nhau thì mình không thích, mình không xem. Thì cuộc sống nó vậy thôi. Người nào nói hay, nói giỏi, nói tốt và chia sẻ kinh nghiệm được với mọi người xung quanh thì mình nghe, mình tập trung vào. Quý đồng ý với tôi không?
Còn cái người họ muốn nói mà không ai nghe hết thì họ bức xúc. Chuyện đó tôi cho rằng nó bình thường. Do ăn ở thôi chứ không vậy đó. Do ăn ở thôi. Chứ cái chỗ mà tòa nghị án phạm nhân có được quyền ngồi nói chuyện kiếp sống nhân sinh hay không á, xin thưa với quý vị, không có pháp luật nào quy định hết á, tôi kiếm nát bộ luật tố tụng luôn. Không có chỗ nào nói rằng trong lúc tòa nghị án mà không cho phép phạm nhân, bị can, bị cáo được ngồi nói chuyện nhân sinh, nhân tình thê thái với những người khác, không có luật nào nói hết á. Thiệt, tôi đọc nát luôn, tôi luật tố tụng không có. Khổ thiệt. Chưa nữa, đã vậy đi, viết sai chính tả nữa. Trơ trẽn là TR, đúng không? Trơ trẽn là TR. Mà người ta viết chơ chẽn là CH. Không biết sao mà đi học được. Chắc bắt phải đi thi để môn chính tả quá. Trơ trẽn là TR, là trơ trẽn, cong lưỡi lên, trơ trẽn. Không có ai mà ghi là chơ chẽn hết đó. Sai chính tả cơ bản luôn. Bây giờ kiểm tra có phải tôi nói đúng không? Coi tôi nói đúng không? Người ta viết chơ chẽn là TR, còn chơ chẽn là đi nói ngọng. Không ai viết chơ chẽn hết đó. Vậy mà thi cũng đậu nữa, cũng đọc thiệt. Có nhiều cái tôi viết không nổi. Đồng ý không? Tôi đọc xong tôi tá quả tâm tinh luôn. Tôi nói trời đất ơi, vậy mà hồi xưa sao qua được lớp 2, lớp 3 học về chính tả đi trời. Rồi cũng lọt lên lớp 5, lớp 6, lớp 7. Rồi lọt qua thi tú tài nữa. Nhức đầu. Nghe nó nhức nhức cái đầu gì đâu. Tôi ngồi tôi khoái nhất cái vụ mà chiếc khăn gió ấm, cái cảm giác nó lần lần. Thật tình như quý vị là tôi không biết cái cảm giác mà 43 độ mà quấn chiếc khăn đó lên rồi phải làm, khả năng chịu đựng cũng khủng khiếp thiệt. Cái khả năng khủng khiếp lắm. Tôi đâu đủ khả năng đó. Nãy giờ tôi chia sẻ với quý vị á, tất cả những gì điều đó tôi nói đều là pháp luật hết. Và tôi nói có sách tôi mách có chứng đàng hoàng. Tôi nhắc lại, những gì tôi chia sẻ tôi căn cứ thứ nhất là luật đặc xá năm 2018, căn cứ khoảng 1 điều 3 luật đặc xá. Và cái quyền của bị can bị cáo khi ở ngoài tòa xong rồi họ lại vào trong trại giam, tôi căn cứ bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 và luật thi hành án hình sự năm 2019 để chia sẻ với quý vị. Sau buổi nói chuyện này quý vị có quyền là xem lại các luật như tôi vừa mới nói để xem coi những gì luật sư Vlog nói có chính xác hay không. Chứ tôi không lên mạng tôi nói không không vậy ha. Rồi tôi xong rồi quý vị. Hôm nay bà nói chuyện hôm nay xong rồi. Thuần pháp luật luôn, đúng không? Thuần pháp luật luôn. Rồi. Anh chị nào mà đặt câu hỏi ở đây phần thứ hai nha. Anh chị nào đặt câu hỏi về pháp luật đời sống nè, cho mượn nợ nè, tranh chấp nhà đất nè, cho vay tiền nè, thừa kế nè, ly hôn nè, dành con nè, có thể đặt câu hỏi với tôi. Và tôi câu hỏi nào tôi đọc được tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Hay quý vị ha. Rồi xong rồi đó, xong cái phần nói chuyện về pháp luật rồi đó, đến cái phần tư vấn pháp luật cho mọi người nè. Đấy, người ta lên mạng thì người ta nói chuyện như vậy nè. Thì lúc đó đó là người ta mới học hỏi lẫn nhau. Chứ đâu mà lên mạng mà kêu mày tao không vậy. Trời đất ơi. Lên mạng mà cứ mày tao không à. Có cái bạn Phương Khách nè.
luật sư có giúp gì được cho dân không mà ngày nào cũng lên nói vậy luật sư? Có chứ, đây phần này rồi tới về sau là kể từ bây giờ tới về sau nè, là tôi tư vấn pháp luật cho người dân nè, người dân không biết không hiểu những gì tôi kinh qua được tôi sẽ chia sẻ cho mọi người, đấy là tôi giúp đấy. Và có rất nhiều cái vị đã nghe những buổi live stream nói chuyện của tôi, họ hiểu được câu chuyện pháp luật của họ và họ tự làm được, giúp ích cho họ được. Đó là những cái tôi làm đó. Có anh chị hỏi là Phụng Văn hỏi là chung thân có còn quyền công dân không? Chung thân thì họ cũng vẫn quyền được sống, chung thân chẳng qua là ở trong tù thôi mà. Thì quyền họ được sống chứ, quyền được bảo vệ tính mạng chứ, quyền được bán tài sản họ vẫn được quyền đấy chứ. Đúng không? Quyền công dân không bị mất đi, chỉ bị giới hạn mà thôi. Sao vậy? Đại xá đó là xem như là chưa có tội, còn đặc xá đó là vẫn là có tội, không xóa án tích nha. Còn đại xá là coi như không có tội và không có án tích. Đó, cái gì phải hiểu chỗ đó. Cái đại xá nó lớn hơn cái đặc xá. Cái đại xá là do quốc hội ban hành, còn cái đặc xá là do chủ tịch nước ban hành. Nha. À, có anh chị Thanh Thiên nè, luật sư cho hỏi đất là tài sản riêng của vợ, vậy nếu ly dị thì cất nhà cất trên đất đó chia như thế nào? Thứ nhất, nhà cất trên đất được phát sinh là tài sản chung, đúng không? Thì bây giờ định giá lại, cái nhà hồi xưa xây 500 triệu và định giá lại 300 thì chia đôi mỗi người 150. Đất là của vợ, nhà là của chung thì chia căn nhà thôi, không chia đất được. À, à chị Mai Hà có hỏi nè, câu hỏi nhạy cảm nè. Tiền bồi thường thiệt hại có được tặng theo thời gian không ạ? Có 9 tháng mà từ 2 tỷ 4 lên 3 tỷ 9 không? 3 tỷ 8. Nếu như vậy tới giám đốc thẩm còn tăng nữa. Tôi nói nghe nè, tôi là người ngồi ở cái phiên tòa. Tôi là người ngồi ở phiên tòa sơ thẩm nè. Gửi cái yêu cầu bồi thường thiệt hại mà ông luật sư tá quả không biết luôn. Tôi là ngồi trực tiếp ở phiên tòa mà, gửi yêu cầu bồi thường thiệt hại xong rồi ông luật sư không biết luôn, không chứng minh được luôn. Đó là lý do vì sao ông thẩm phán sơ thẩm á, đề nghị tách thành vụ án là đòi tiền độc lập, nếu có thiệt hại đòi riêng. Đó là lý do đó. À, có chị Nguyễn Thị Thanh Hồng có hỏi là luật sư cho hỏi cháu có tặng nhà cho cô được không hay chỉ là ruột thịt anh chị em thôi? Mình tặng cho người bên ngoài cũng được nữa, ví dụ tặng cho tôi đi, ngày mai là tôi với chị là đến văn phòng công chứng thì tặng cho tôi đi, được hết luôn á, tôi làm được hết luôn á.
không sao cả. Trời ơi, của mình tặng cho nhà đất nó giống như là mình tiền trong túi đó, mình cho ai mình cho chứ, đúng không? Chứ đâu ai cấm đâu. Không tin đúng không? Ngày mai cùng với tôi ra văn phòng công chứng đi, tặng cho tôi đi, tôi nhận cho ha, tôi hy sinh tôi nhận giùm cho. Chị Phạm Thị Nữ có hỏi nè, luật sư cho hỏi là mượn tiền viết tay ký giữ sổ đất có đòi được không? Cho mượn tiền hay là cho vay tiền đó mà có ký giữ sổ là thế chấp đúng không? Đòi được chứ, mình chứng minh được là mình có cho người ta vay, có cho người ta mượn và chứng minh được là mình có đưa tiền cho người ta thì mình đòi được thôi, chứ có gì đâu mà không được. Còn giao giữ sổ chẳng qua là hình thức để mình thế chấp thôi đúng không? Chẳng qua là thế chấp, nó không có đem đi đi thế chấp ở ngoài công chứng thôi, nhưng bản chất nó là thế chấp, nhưng vẫn đòi được chứ ha. Chị Trần Anh có hỏi là luật sư cho em hỏi là tặng cho nhà đất có đóng thuế không? Những người máu mủ ruột rà với nhau, trực hệ với nhau, trực tiếp với nhau, anh chị em với nhau là không đóng thuế, còn những người khác là phải đóng thuế à. Ví dụ ông bà nội cho cháu, cha mẹ cho con, anh chị cho nhau là không đóng thuế à. Còn cho tôi đóng thuế à nha. Cho tôi là đóng thuế à. À, có chị Duyên mới hỏi là vợ cho chồng đóng thuế không? Vợ cho chồng vợ không nên cho chồng làm vậy lâu lắm. Khi mà vợ chồng á, là mua một miếng đất đứng tên hai người, thì bây giờ vợ chồng chỉ cần là viết giấy xác nhận tài sản riêng thôi, không cần phải làm thủ tục là cho tặng, nó hay hơn, có nhiều cách lắm. Vợ chồng thường là mua đất chung đứng tên hai người, chỉ cần là làm giấy tờ xác nhận tài sản riêng là đủ rồi, không cần làm hợp đồng cho tặng nha, làm việc cực lắm. Rồi xin mời các câu hỏi khác của anh chị ha, tôi đọc được câu nào thì tôi sẽ tư vấn câu đó cho anh chị. Anh chị nào mà đặt câu hỏi nhiều quá mà tôi chưa kịp trả lời đó thì quý vị cũng thông cảm giùm tôi ha, bởi vì nó nhảy nhiều quá tôi đọc không kịp. Có chị Vĩnh Châu có hỏi là luật sư cho hỏi chồng đứng tên xe máy, nay chồng mất vậy vợ có đi sang tên được không? Được chứ, mình làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế là mình được thôi ha. Có chị Nguyễn Thị Hường có hỏi chồng cho vợ có đóng thuế không, tại chồng đứng tên riêng giờ muốn cho vợ, chồng vợ không thuế, chồng vợ không có thuế. Anh chị Quy Hồng có hỏi là luật sư cho hỏi ba em có cho đất riêng em mà em muốn chồng em đứng tên chung, vậy em phải làm sao?
Thì bây giờ nói ba là đi ra ngoài công chứng là ký hợp đồng cho tặng chị với chồng chị rồi ra sổ hai người thôi ha, ra sổ hai người được mà. Chị Hoàng Nguyễn có hỏi nhà sát chùa thấy chùa nhỏ có nên hiến đất cho chùa để đời con cháu được hưởng phước giàu có không? Cảm ơn chị Hoàng Nguyễn, tôi chỉ tư vấn pháp luật chứ không có tư vấn về tâm linh ha, tư vấn pháp luật thôi, tâm linh tôi không biết. Rồi xin mời hỏi các câu hỏi khác của anh chị ha. Những câu hỏi nào mà rõ ràng á, tôi sẽ tập trung tôi trả lời trước cho quý vị. À, còn các câu hỏi mà tôi buộc lòng tôi phải hỏi ngược lại đó thì tôi sẽ không trả lời được, bởi vì tôi chưa đủ dữ liệu để tôi chia sẻ. Có chị Ngọc Như Apple có hỏi người đã khước từ nhận thừa kế nhưng dùng thủ đoạn chiếm đoạt bằng cách sửa chữa di chúc cho người bị mù chữ nhận di sản tiếp theo tặng cho để họ chiếm đoạt có hợp pháp không? Bản thân chị đã viết cái câu này, tôi nghĩ rằng chị tự trả lời được luôn rồi đó. Rõ ràng những gì chị viết nó hoàn toàn là nó trái với những gì mà cái gọi là cái lẽ thông thường người ta làm đúng không? Đã bây giờ đã khước từ rồi, dùng thủ đoạn bằng cách sửa chữa di chúc, mà di chúc mà sửa chữa nữa là thấy nó rất quớt rồi. Bản thân chị Ngọc Như đặt câu hỏi mà chị đã trả lời được luôn rồi đó. Rồi tôi thấy có cảm giác như một số anh chị chỉ hỏi là về việc cho tặng đất thôi. Là xin thưa quý vị trả lời luôn nè, tặng cho đất của những người cùng huyết thống với nhau đó, không có tốn thuế gì hết ha, dễ dàng lắm. Cho nên tôi thấy là khá nhiều câu hỏi nhưng mà cái nội dung chỉ là như nhau thôi, cho nên là tôi trả lời một lần luôn. Anh Quy Hoàng có hỏi là luật sư cho hỏi trường hợp nào mới giám đốc thẩm và người yêu cầu là ai. Tôi nhớ là ngày hôm qua tôi nói cái tình tiết là giám đốc thẩm rồi, anh coi lại cái clip hôm qua tôi nói đó, giám đốc thẩm và tái thẩm. Rồi tôi thấy là các câu hỏi nó cũng không có tập trung vô cái phần chính cho nên là thôi tôi ngưng ở đây ha quý vị ha. À, phần lớn là quý vị đặt câu hỏi nó về lý thuyết là chính thôi. Hẹn quý vị ngày mai đi. Ngày mai tôi sẽ nói ngắn gọn về cái phần các sự kiện thôi. Đúng không? Rồi tôi dành nhiều thời gian hơn để tư vấn cho mọi người ha. Thôi chúc quý vị có một đêm thật là ngon giấc đi. À, chúng ta chào tạm biệt nhau ở đây. Ngày mai chúng ta gặp lại nhau. À, khi nào mà có thêm sự kiện tình tiết mới về các vụ án, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ về mặt góc độ pháp luật cho quý vị. À, chúc quý vị một đêm thật là ngon giấc. À, anh chị nào có nhu cầu nhờ tôi tư vấn pháp luật trực tiếp hoặc là có vụ án nào đó mà muốn tôi bào chữa bảo vệ
có thể liên hệ với tôi thông qua số điện thoại 0899508487. Và khi quý vị liên hệ, một là gặp tôi, hai gặp luật sư Hiền, và xã tôi sẽ là người tiếp chuyện với quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.